Nhận định bóng đá Brighton vs Liverpool vòng 29 Ngoại hạng Anh. Trận đấu Brighton vs Liverpool vòng 29 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 19:30 hôm nay ngày 12 tháng 3. Nghệ thuật của bóng đá là biết thua đúng thời điểm. Huấn luyện viên Jurgen Klopp phát biểu sau trận thua Inter Milan ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League. Liverpool vừa chấm dứt chuỗi 15 trận bất bại, 12 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, đó là một cú sệ chân không gây tổn hại cho Liverpool khi họ vẫn giành quyền đi tiếp ở Champions League. Mặt khác, trận thua này cũng là điểm dừng cần thiết để giúp huấn luyện viên Jurgen Klopp và các học trò giữ được sự tập trung, không tự mãn sau một giai đoạn dài thăng hoa. Liverpool chỉ còn kém Man City 6 điểm và sẽ đấu bù với Arsenal vào giữa tuần tới. Mohamed Salah và đồng đội phải thắng cả hai trận đấu này với hy vọng thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Man City. Nếu may mắn, họ có thể vươn lên bằng điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch. Chỉ có 3 đội giành được điểm trên sân của Liverpool ở mùa giải này và Brighton là một trong số đó, còn lại là Chelsea và Man City. Thầy trò huấn luyện viên Graham Potter luôn biết cách gây khó dễ cho các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của đội bóng này không tốt. Brighton sau nửa đầu mùa giải thành công đang có dấu hiệu hụt hơi. Đối thủ của Liverpool đã thua liền 4 trận gần nhất. Họ chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng, trong khi thủng lưới tới 9 lần. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Graham Potter vẫn giữ được khoảng cách an toàn so với khu vực nguy hiểm, 12 điểm và còn một trận đấu bù. Có lẽ điều này khiến cho Brighton mất đi động lực trong thời gian gần đây. Đội hình dự kiến: Brighton, Sanchez, Venman, Dun, Duffy, Lemty, Modder, Bissouma, Kroos, Cucurella, Trossard, Mopay. Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Man, Diaz. Dự đoán: Brighton 0-2 Liverpool. Liverpool không thắng Brighton trong 3 lần đối đầu gần nhất, 2 trận hòa, 1 thất bại. Tuy nhiên, Liverpool chưa bao giờ thua trên sân của Brighton trong 9 lần đến làm khách trước đối thủ này. Không có đội bóng nào ghi bàn trên sân nhà ít hơn Brighton ở Ngoại hạng Anh mùa này, 10 bàn. Brighton chỉ giành được một chiến thắng trong 9 trận gần nhất, giữ sạch lưới một lần trong 12 trận gần nhất.